Ngọc Lục xin mến chào tất cả các bạn yêu tự do sáng hôm nay là thứ thứ ba và dạ, thứ ba ngày 28 tháng 10 2022. Ngọc Lục có một cái dài vài thông báo trước tiên mình bắt đầu cái chuyện bàn luận của mình nha quý vị nha. À, cái thông báo thứ nhất à xin lỗi giờ hiện tại là 10 giờ 15 phút sáng. Ngọc Lục bị trễ lắm à, xin lỗi quý vị, cái mạng nó bị à, à, kết nối với cái chỗ nào Ngọc Lục xin lỗi, mình cứ quên cái chuyện đó hoài. Ngọc Lục tắt cái mạng Wi-Fi rồi. Bây giờ mình chỉ cần còn xài cái mạng của cái phone mà thôi. Thì Ngọc Lục chia sẻ cho nó nhanh thế này nè. Mình có một cái dài thông báo um, nho nhỏ. thông báo thứ nhất là kể từ hôm qua là 27 tây thứ hai, 27 tây tháng 6 đó thì con của Ngọc Lục nó đã nghỉ hè rồi. Có nghĩa là nghỉ hè mùa đông đó quý vị. Bởi vì mùa đông á, nghỉ hè hơi bị lâu. Thành ra nghỉ tới 3 tuần rưỡi lận. Bắt đầu từ hôm qua mà nghỉ tới 3 tuần rưỡi ngày 20 tây tháng 7 mới đi học lại Do đó Ngọc Lục cũng xin thông báo luôn là cái chương trình buổi sáng của mình nó sẽ tạm ngưng một thời gian Ngọc Lục không có giờ à, lên chia sẻ mỗi buổi sáng nữa Bởi vì như anh chị em thấy bây giờ 10 giờ 15 mà Ngọc Lục vẫn còn ngồi đây mới có tới chỗ làm thôi Có nghĩa là mình bị trễ rất là nhiều à, Ngọc Lục phải chở em nhỏ đi chơi thể thao và cái chỗ thể thao nó hơi bị xa sau đó 9 giờ từ 9 giờ rưỡi Ngọc Lục chạy xe đến chỗ làm thì 45 phút thời gian, bây giờ là 10 giờ 15. Anh chị em thấy thời gian nó giống như tiền bạc thấy không? À, giờ thời gian giống như tiền bạc vậy đó. Rồi cái thông báo thứ à, cái thông báo thứ nhất đó là Ngọc Lục sẽ ngưng một thời gian không có chia sẻ buổi sáng đâu ha. Các bạn đừng chờ, đừng đợi cũng đừng mong nha, xin lỗi cái chuyện đó. À, cái câu chuyện mà hạnh phúc hay không do ta quyết định đó thì mình cũng xin tạm một thời gian đi nha. Ngọc lục đã chia sẻ tới trang 77 rồi, à, mai mốt mình tiếp tục. Cái thông báo thứ hai là tối đêm nay, 28 tây tháng 10 thứ ba. Nó sẽ là 28 tây tháng 6. Giờ Việt Nam 8 giờ tối, giờ Úc Sydney sẽ là 11 giờ tối. Có một cái chương trình khóa dạy online của cô Trần Thị Ái Liên, kỷ luật không nước mắt và cái chương trình này sẽ dạy trong vòng 3 ngày liên tục. Miễn phí anh chị em có thể ghi danh à, qua hai cách đó là vô cái nhóm ở người trong nước thì vô cái nhóm zalo và người ở bên nước ngoài thì vô cái nhóm à, telegram của trần thị á liên rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái khóa học à, tối đêm nay ngọc lục cũng sẽ cố gắng cố gắng và cố gắng cố gắng hết mình Tối đêm nay 11 giờ khuya, 11 giờ tối mình cũng sẽ cố gắng thức để vào vào, vào cái lớp học đó. Tuy nhiên à, mình thức được bao nhiêu thì còn tùy vô, tùy theo cái khả năng và cái con mắt của mình cái lúc đó. Thành ra là à, cũng có thể hiểu được quý vị tại vì thời gian cái múi giờ mỗi nơi mỗi khác, nó không có giống nhau được. Thành ra là mình có thể mình học tới 11 giờ khuya hả mình học tới 12 giờ hay là 12 rưỡi thì cũng được tiếng rưỡi đi. Thì à, mình mệt thì mình mình phải ngủ thôi. Cũng không thể nào mà con mắt mình nó mệt mà mình kêu nó đừng có mệt đừng có đi ngủ thì đâu có được bây giờ biết không do đó anh chị em ở Việt Nam 8 giờ tối là cái giờ rất là thuận tiện ăn tối vừa xong gia đình có thể quanh quay quần với nhau trước một cái máy vi tính hay là một cái máy tivi để mà học khóa học à, kỷ luật không nước mắt ngọc luật phải nói là highly recommend có nghĩa là mình à, à, giới thiệu một cách à, chân thành là các bạn nên học, các bạn nên học, cha mẹ cũng nên học, các em cũng nên học, bởi vì nó có giá trị ở cái chỗ là chúng ta làm sao để biết cách dạy dỗ con em của chúng mình, của mình, mình mặc dù mình có con cũng lớn rồi nhưng mà mình thấy cái khóa học đó có không có gì là lãng phí cả, có nhiều người vô comment nói là học như vậy có lợi gì, thì anh chị em biết đó là à, thì mình cứ thử học đi, thì có lợi hay không thì mình tự mình rút kinh nghiệm rồi mình biết rồi mình nhận thức ra chứ bây giờ mình cứ vô mình comment mình hỏi mấy câu đó thì nó đâu có ít lợi gì đâu người ta đã bỏ giờ cá nhân ra dạy miễn phí mấy tiếng đồng hồ một ngày trong ba ngày à, mà mình không có trân trọng quý cái thời gian đó thì thật là uổng phí đó quý vị thật là uổng phí đó là hai cái thông báo mà ngọc lục muốn thông báo sáng ngày hôm nay cái câu chuyện thứ ba mà mình muốn nói bàn luận về chút xíu vấn đề phá thai có nên hay không thì Ngọc luật thấy như thế này là các bạn à, trước đây thì ở new south wales cũng có thôi có những cái biểu tình à, có những cái cô gái họ cầm mấy cái poster đó họ nói là họ nói là à, my body my choice có nghĩa là cơ thể của tôi quyết định của tôi thì thì là cái bụng của tôi quyết định của tôi chứ tại sao à, à, mấy người làm luật có thể thay đổi hay là có thể quyết định dùm cho cái số phận của tôi thành thì mình thấy À, nó có hai cách nhìn có nghĩa là đó khi mà con người ta quá tự do đó mà chúng ta không có bị luật pháp ràng buộc đó thì chúng ta sẽ làm việc theo cái cá tính cái cái cảm tính của mình và chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì miễn nó không có nó không có bị uh, uh, ngoài cái luật pháp uh, cho phép có nghĩa là mình sẽ sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện vì mà không bị luật pháp ràng buộc đúng không ạ à? do đó đó ở trong cái xứ sở mà cộng hòa ở dưới cái thể chế cộng hòa đó chúng ta cần có luật pháp ràng buộc chúng ta sống mọi người tất cả mọi người chúng ta sống dưới một cái system nó kêu là rule of law có nghĩa là cái hệ thống pháp luật nó phải là chặt chẽ nó phải là đều áp dụng cho tất cả mọi người chứ không phải là cho cho riêng một cái nhóm người nào hết thì thành ra đó khi mà con người chúng ta sống quá tự do mà không có luật pháp ràng buộc đó thì cái đó không còn là tự do nữa mà cái đó có thể là mình gọi là nó là hỗn loạn nếu như ai cũng có quyền à, mình nói như thế nào có quyền à, phá thai hả thì à, thì cái việc phá thai đó đó nó sẽ nó sẽ phổ biến và nó sẽ không có còn là vấn đề là đạo đức nữa có nghĩa là người ta cảm thấy rất là bình bình thường khi mà làm cái chuyện đó đúng không ạ à? cho nên á mình nghĩ đó ra luật cũng không có sai nhưng mà đó luật thì phải có chút xíu nhân đạo và bảo vệ tại vì á, luật pháp mà không có tính chất nhân đạo và không có tính cách bảo bảo vệ người dân đó thì thì mình sẽ cảm thấy rất là khó thở và mình sẽ thấm thấy À, ngột ngạt và khó mà tuân theo khó mà chấp hành thành ra đó à, phải có những cái điều ngoại lệ ngoại lệ đây ngọc lục nói là ngoại lệ ở chỗ là nếu như mà một cái trường hợp mà một người đó họ bị cưỡng hiếp họ bị cưỡng hiếp rồi họ bị có thai ngoài ý muốn thì cái việc phá thai đó là một cái việc nên làm quý vị à, không thể nào lấy luật pháp mà 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 ràng buộc một người à, phụ nữ trẻ vì bị cưỡng hiếp rồi bị uh, có thai ngoài ý muốn mà không um, được phép phá thai. Thì đó là trong những một những uh, một trong những cái ngoại lệ mà mình có thể suy nghĩ ra được. Hay là có một cái cái cái, cái việc gì đó mà chẳng hạn như mình nói là cái bào thai trong bụng đó được uh, sau khi mà thử nghiệm được khám xét ra đó thì biết đó là có cái bệnh Down syndrome tiếng việt mình không biết như thế nào nhưng mà có nghĩa là những cái bệnh uh, trẻ em những cái bệnh mà nó chậm phát triển hay gì đó thì người ta có thể biết được trước đó là khi mà sau khi mà sinh ra đó thì đứa trẻ này sẽ không có lớn lên và phát triển bình thường mà mình mình nghĩ nếu mà người cha mẹ biết được cái chuyện đó đó, thì cũng nên có được cái quyền lựa chọn là được phá thai để cho một cái 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 sinh mạng không có uh, uh, chào đời với một cái hoàn cảnh thật là khó xử và có thể là cái em đó không bao giờ muốn có mặt trên cái thế gian này mà mang một cái chứng bệnh là Down syndrome hay là những cái chứng bệnh khác thì thì Ngọc Lục nghĩ là sau này mình à, thế giới khoa học văn minh hơn đó thì chúng ta có thể làm những cái thử nghiệm để biết trước về những cái bào thai hay là sau khi mà ra đời đó thì có được bình thường hay không. Thì nếu như không bình thường thì phải cho người ta có cái quyền phá thai, kết liễu ngay cái cái bào thai đó. Tại vì còn như mà tự do quá đó thì thì dù là cái bào thai, cái embryo đó anh chị em, trong một cái cái trứng đó nó đã nó đã kết tinh rồi đó thì nó vẫn là một sinh mạng đúng không ạ? nó chưa có ra đời thôi nhưng mà nó vẫn nó vẫn uh, có cái cái gì nhịp tim và nó có có sự liên kết giữa mẹ và con qua một cái đường rốn thành ra đó mình không thể nói là cái đó là cái bào thai không phải là con người cho nên um, cho nên ngọc lục muốn chia sẻ như thế này là luật pháp đó là phải 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 um, có cái tính chất bảo bảo vệ uh, con người và có cái tính cách là là nhân đạo tí xíu, có nghĩa là mình không có quá gắt gao Và mình cũng cho người ta một cái con đường, một cái lối thoát khác để mà đi. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ nó vắn tắt ngày hôm nay. Buổi sáng thì bây giờ là 10 giờ 25 phút rồi anh chị em ha. Ngọc Lục xin tạm biệt ở đây. Và như là Ngọc Lục đã thanh báo trước đây nếu anh chị nằm chưa nghe lại thì mình sẽ nói luôn là Ngọc Lục sẽ tạm ngưng một cái thời gian chia sẻ những cái buổi sáng như thế này tại vì con Ngọc Lục đang nghỉ hè 3 tuần rưỡi. Thành ra là Ngọc Lục không có thời gian để đi làm sáng sớm và có thời gian để chia sẻ ngày hôm nay cũng là một trong những ngày mình đến trễ bây giờ là 10 giờ 25 sáng rồi cái điều cái thứ hai là Ngọc Lục muốn thông báo là tối đêm nay người ở Việt Nam trong nước thì là 8 giờ tối ở bên Úc thì 11 giờ tối chúng ta cùng nhau lên khóa học của cô Trần Thị Ái Liên để học về kỷ luật không nước mắt nha anh nha các bạn nha và sẽ liên tục 3 ngày ngày tối hôm nay ngày mai và ngày mốt 28, 29, 30. Ngọc Lục xin mến chào, chúc nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại quý anh chị em một dịp nào đó. Xin tạm biệt nha.